Xin chào các bạn nhé. Máy phun cắt Duy Tùng Bắc Giang hôm nay sẽ lại làm một cái clip để cho các bạn mua máy bên mình, máy phun cát bên mình, biết cách làm. Khi các bạn mua máy máy tính này, máy đề can này, mấy bạn hỏi bảo làm bắt đầu từ đâu thì mình sẽ cung cấp cho các bạn đầy đủ các thông tin về các bước làm, quy trình làm từ A đến Z. Mình các bạn mua thì mình đã cài đặt sẵn cho các bạn rồi. Các bạn mua máy tính mới này mình cài đặt sẵn cho các bạn. Sau đó là trong này thì mình đã cài cho các bạn cả tất cả các phần mềm cần có, ví dụ như UltraView, ví dụ như là Zalo để kết nối này. Đấy là hai cái kênh mà mình hay kết nối với các bạn. Khi mà gặp khó khăn cái gì thì các bạn sẽ bật UltraView lên. Như này, các bạn đọc cái thông số ở bên này, ID và mật khẩu mình sẽ kết nối ở đây và mình điều khiển máy của các bạn. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các bạn bật Zalo, mình sẽ cài đặt Zalo cho các bạn để mình, thứ nhất là sẽ truyền cho các bạn, truyền tải cho các bạn một số những cái tài nguyên. Đấy, gửi các bạn một số tài nguyên về, tức là ý các mẫu bia đá hoặc là những cái tài nguyên khác. Đấy, thì qua Zalo mình sẽ gửi, hoặc là các phần mềm để cài đặt lại, vì đôi khi cái phần mềm của chúng ta là chúng ta chủ yếu là chúng ta sử dụng những cái phần mềm gọi là cài đặt nó mang tính chất miễn phí. Đấy, thì là nó hay bị lỗi, quá trình ta dùng khoảng một thời gian thì nó lại bị lỗi thì mình chỉ biết cài đặt lại chứ không phải là lúc nào cũng chờ người bán hàng người ta cài cho mình, thì cái đấy là mình không chủ động. Nó rất đơn giản nên mình sẽ làm một clip để cho các bạn, hướng dẫn cho các bạn biết cách. Đấy, các bạn nào mua máy thì mình sẽ gửi clip cho các bạn xem cách cài đặt. Mình sẽ cài cho các bạn hết rồi nhưng mà vẫn phải gửi cho các bạn để các bạn trong quá trình làm, nếu mà ví dụ như phần lỗi phần Corel chẳng hạn, hay là lỗi phần máy cắt chẳng hạn, thì các bạn tự cài đặt lại được. Hoặc là lỗi máy tính, vì cái này là nó là, như, là không thể nào không lỗi được. Để nói như thế là cho các bạn biết rằng là khi ta sử dụng máy tính thì nó chập chiếc này, hoặc là những cái phần mềm nó quá thời hạn này, ta phải cần phải cập nhật liên tục. Đấy là không có cái gì là cái mà cứ mãi mãi ta dùng như thế, thì các bạn phải chủ động được cái việc như thế. Thế thì khi cài đặt xong như này rồi thì các bạn bật cái phần Corel lên, bật phần Corel lên. Đấy, ví dụ như trong cái này thì của mình thì mình để ở đâu là ổ nào, chia ổ nào thì mình sẽ nhớ, thì các bạn sẽ bật lên. Mình làm rất nhiều nên là mình sẽ nhớ được cái gì để ở đâu nó rõ. Các bạn bật lên như này, nếu mà máy tính của các bạn mà tốc độ cao thì nó sẽ ra ngay, còn máy tính tốc độ chậm thì các bạn bắt buộc các bạn phải chờ. Đấy, chờ như này để cho nó, ví dụ đây mình mở một cái file lặng để cho các bạn hình dung ra là thường thì các bạn mới mua thì các bạn hay đầu tư những cái dòng máy tính nó thấp thì nó sẽ chạy nó lâu, thì các bạn nóng ruột, nếu bạn nào mà thấy không ra lại bấm thêm cái nữa thì là nó lại càng lâu hơn. Đấy, vì sao như thế? Bởi vì cái đời của các bạn dùng ấy, dùng những cái cấu hình ý, thì toàn dùng dòng toàn coi ba coi năm thì là đã là một tuyệt vời, và thấp hơn nữa đấy thì nó chạy nó rất là lâu. Đấy, các bạn mua máy tính thì lại thường hay tiếc tiền, ví dụ như là cái máy tính ý, như cái máy của mình này, mình mua năm nay 2022 mà mình mua cách đây khoảng độ gần 7 năm rồi, mà lúc đấy mình mua gần 4 cây vàng. Đấy, nó lúc đấy nó rơi vào tầm độ 16-18 triệu. Đấy, bây giờ nếu mà tính vàng 70 thì 74-28 triệu. Đấy, thì các bạn bây giờ các bạn mua toàn mua tầm độ 10 triệu hoặc 15 triệu, thậm chí là 7-8 triệu thì nó chạy nó rất là lâu. Đấy, đây mình mở một cái file, nó gồm một cái file này là mình nó lưu là hơn 4.000. Đấy, thì là nó tính bằng như này, nó tính bằng bit này, 1005 này, xong rồi đến 1010 bit này. Đấy, bằng 1 byte này, 1010 byte này, bằng 1 megabyte, 1 megabyte, 1010 megabyte, bằng 1 gigabyte. Đấy, tức là cái cách tính là như thế. Các bạn hiểu hôm nay là mình chỉ hiểu một chút về máy tính. Đấy, chưa cần hiểu sâu đâu nhé, nhưng mà hiểu một chút. Đấy, ví dụ như thế mình nói chuyện với các bạn như thế thôi, nhưng mình mở một cái file nó rất là nặng như thế này, nó mất tầm 3-4 phút rồi. Đấy, rồi vì sao nó nặng? Bởi vì ví dụ trong cái này mình thiết kế
mình đã phải chỉnh sửa, mình chỉnh từng chút một ở đây. Nó rất là nhiều những cái file này, nó nhiều, rất nhiều những cái phần ở trong này chỉnh sửa thì nó mới lặng như thế. Do vậy là các bạn, khi các bạn mà đây chẳng hạn như thế này, một cái này thì phải vẽ quá nhiều thứ luôn, chứ không chỉ là vẽ một thứ. Đây để các bạn xem này, để ví dụ chỉnh cái bông hoa này nhé, chỉnh như thế nào. Đây mình sẽ quay dọc này cho các bạn thấy nhé. Nó một cái thiết kế, để thiết kế được một cái hình này, gọi là một cái mẫu này, nó không đơn giản một tí nào, mà nó đòi hỏi rất là nhiều những cái, mất rất nhiều cái thời gian. Đấy, ví dụ như thế này, đây ví dụ bông hoa này, bây giờ mình chỉnh sửa thêm. Đấy, mình cho thế này vào chẳng hạn, bắt buộc là phải đấy, để chỉnh sửa lại, mất nhiều thời gian nó ở cái chỗ này, cái quy trình làm này. Đấy, thậm chí mình làm bên này xong mình ghép sang đấy, như vậy là nó sẽ mất rất nhiều thời gian nó ở cái chỗ đấy. Ví dụ phải để cho nó cân hai bên này. Đấy. Thì nó sang cân hai bên như thế này thì mình sẽ áp vào nó sẽ chẳng hạn. Thì nó bắt buộc mình phải làm cái này, nó rất nhiều thời gian, mất nhiều công sức. Đấy. Để ra được một cái họa tiết viền vòng quanh, thậm chí là những cái góc này chẳng hạn. Đây vẫn còn lỗi nhá, ví dụ này, mình sẽ tìm một cái lỗi ở chỗ đây. Ví dụ như này. Đây cái chỗ này là vẫn chưa xong. Đấy. Thì tiếp tục chỉnh sửa này. Đây. Xoay lên nữa. Đấy thì ở cái chỗ này là đang bị lỗi. Để kéo xuống thêm. Cái nhiệm vụ của các bạn là chỉ có ăn sẵn như thế này thôi, có sẵn rồi, mình sẽ thiết kế sẵn rồi, các bạn chỉ việc quật lên và đánh tên vào là xong. Đấy, ví dụ như thế. Đây. Thế bây giờ cái file nó sẽ có sẵn như thế này rồi, ta sẽ làm như nào, ta chỉ đánh tên vào thôi. Thường là mình sẽ những cái phần khung vùng quanh như thế này thì mình đã tóm hết lại rồi cho các bạn rồi, nên là các bạn không phải chỉnh sửa gì nữa cả. Những cái phần này là mình sẽ lưu lại hết đây rồi. Đây. Đưa tất cả những cái phần này nhé. Đây là từng cái một này. Quá trình vẽ thì mình vẽ từng cái một. Đấy, sau đó là mình sẽ gộp vào đây rồi. Sau khi mình làm xong cái phần của khung rồi, là mình đã gộp sẵn như này rồi. Đây. Ví dụ như là ta vào những biểu tượng này, ta gộp vào đây thì nó, các bạn di chuyển đi đâu thì nó như này. Đấy. Thì nó sẽ không có cái gì thay đổi được. Đấy, không chỉnh sửa, phải chỉnh sửa cái đấy nữa. Còn những cái phần như thế này thì ta có thể chỉnh sửa lên hoặc xuống, hoặc là trái hoặc phải hay như nào thì ta tùy ra. Thì các bạn, mình để sẵn như thế này rồi, các bạn chỉ việc đánh tên vào là xong thôi. Ngày mất ngày tên của, đấy, tên của khách hàng cung cấp này, như này xong chẳng hạn, đánh Ctrl C cái thì nó đã vào hết rồi, nó rất là đẹp rồi. Thực ra cái thiết kế mà khi mà các bạn mà ngồi thiết kế một cái thì nó rất lâu, nhưng mình làm quen thì nó rất nhanh. Đấy, mình sẽ cho các bạn, cung cấp cho các bạn hết những mẫu này. Thế bây giờ là ví dụ mình làm một cái khách đặt nha. Đây, khách đặt, giờ khách đặt họ cũng ghi thêm thông tin qua Zalo hết như này. Ví dụ như là mình phải tư vấn cho khách bố Phùng Văn Cường, thì bình thường là bạn này gọi bằng bố, nhưng mà khi đặt vấn niên bia rồi thì ta phải ghi là ông Phùng Văn Cường hoặc là cụ Phùng Văn Cường. Ví dụ sinh năm 58, nếu mà mất năm 88 thì là mới có 30 tuổi thôi. Đấy, ta đây có gọi là ông chẳng hạn, ông Phùng Văn Cường. Các bạn phải nhiều bạn là đến cái dấu các bạn cũng chưa biết, bởi vì các bạn mới học mà, nên ta phải dần dần. Phùng Văn Cường, cái trong các phương pháp học thì phương pháp tự học là tốt nhất, để mình tự học được thì là nó mới nhớ được lâu. Đấy. Tự học có hướng dẫn, mình sẽ hướng dẫn các bạn tự học. Sinh 1958,
Rồi các bạn làm cứ cẩn thận, chậm rãi để tránh nhầm. 1958. Đây nhá, những cái dấu cách này nó phải sát với chữ bên trước này, sau đấy là đánh cái dấu cách ra, ví dụ như hai dấu hai chấm này. Cái này nó thuộc thể thức văn bản rồi. Đấy, những quy tắc trong văn bản. Đấy, bây giờ nó bé thì làm thế nào? Bây giờ bé thì mình lại thu gọn nó là trên này vào chẳng hạn như thế. Đấy, thu gọn trên này vào. Chữ ông này chẳng hạn. Sinh này. Mất. Mất 26 tháng 2 1988. Mất 26 tháng 2 1988. Đấy, khách hàng thích chữ âm lịch thì mình sẽ mở ngoặc và ghi cho chữ họ chữ âm lịch ở đây. Nếu mà ghi rõ chữ âm ra thì nó mất nhiều và mình đánh nó lâu. Đấy thì các bạn ghi chữ ghi tắt thế này cũng được. Ta tư vấn khách hàng sao cho phù hợp. Ít tuổi quá thì không ghi chữ thọ. Đã. Đây là đang làm cái video để cho hướng dẫn khách. Đấy, sau khi xong cái này ấn Ctrl C cái thế là xong. Chạy gọn hết vào như này. Chữ ông hơi to này, mình cho bé lại chứ. Đấy, chữ này cho to ra. Tên thì to ra. Đấy. Ok. Ctrl C cái là xong. Đấy. Ví dụ khẩu bia bao nhiêu thì vào đây đánh ở đây. 30-40, ok rồi. Khách đặt đúng 30-40 thì đánh 30-40. Cắt này. Các bạn cho quay ngang cái này ra để cho nó đỡ tốn giấy để can. Cho vào đây. Mình bật máy in này. Chọn toilet con lơ này để cho nó vào đúng góc này. Nhưng bây giờ tiếp tục bật máy để can này. Máy cắt để can này. Máy này vừa mua xong này. Vừa mua lại của các bạn này. Vừa mới test này, chữ này. Mới test thử này. Bật công tắc nguồn đây. CG60ST. Đây là hàng này, là hàng đầu tiên. Đây. Sau khi máy nó chạy xong thì các bạn đo. Đo ở nút này. Đây máy này hôm qua mình mới test thử. Đây nó đang làm đường rất là bụi. Đây đang làm đường rất là bụi. Cái chổi này quét này. Đây, cắt từ đây nhé. Rồi, chỉnh làm sao là cái này nó vào giữa đây nhá, chuẩn nó khít sang cái đầu này thì nó không tiết kiệm được đề can. Sau khi xong là ấn chữ remote này, ấn một cái là nó ra hiện cái chữ remote này. Đấy thì bắt đầu là lệnh cắt, cái là nó cắt rồi. Đấy.
Nếu mà lâu mà các bạn mới cắt một chút ấy thì các bạn phải thử nhé, thử ví dụ như xem nó có đứt hay không, để khi ta dán vào ấy, dán vào nó dễ, các bạn cắt sâu một chút để dán thì bóc nó sẽ dễ hơn. Ví dụ như các bạn muốn thử xem thế nào thì ấn dừng, ấn tạm dừng này, ấn nó đẩy ra tí này. Đây, đây các bạn thử xem là nó có đứt không. Đấy, như thế này là ok rồi, như này là ok, nó rất dễ. Thì cho chạy tiếp, ấn cái này là chạy tiếp. Cắt, sau khi cắt xong cái này thì sẽ dán vào đá. Đá thì rất nhiều nhưng các bạn phải làm sạch cái bề mặt đá xong các bạn dán. Sau khi dán xong thì sẽ khò cái lửa đi. Khò lửa đi và ta bắt đầu và ta bắn. Đấy, quy trình làm nó chỉ có như thế thôi. Đây là mình làm cái video để cho các bạn mua máy là bên mình sẽ yên tâm về máy của mình thì cực kỳ chuẩn luôn. Mình bảo hành cho các bạn 3 tháng nhưng mà bảo trì trọn đời thôi. Đây còn một cái máy nữa. Đấy. Bên mình bán máy nhưng mà mình sẽ cung cấp cho các bạn tất cả về từ máy tính này, máy đề can này, đến cối phun cát. Đây, cối phun cát này. Cối phun cát Duy Tùng Bắc Giang này. Đây là cửa hàng mình ở nhà nhé. Mình hôm nay ở nhà mình để lại một chút ở đây. Giới thiệu sản phẩm các bạn. Đây, cối phun cát Duy Tùng Bắc Giang. Các bạn xem đá nhé. Hôi này, hôi bia thì rất nhiều rồi. Đá toàn đá kim sa rồi đá. Đang. Đá kim sa. Cắt xong mình sẽ dán cho các bạn xem nhé. Thì thoảng mới làm cái clip cho các bạn xem thôi. Đây mình lưu hết ở đây rồi. Bạn nào mua máy trong tháng là mình lưu hết ở đây để bảo hành cho các bạn yên tâm nhé. Một cối 2022 tháng 3 ra chẳng hạn, ví dụ như trong một tháng 3 chẳng hạn, bán bao nhiêu bạn mua thì mình lưu hết ở đây rồi. Ví dụ như này. Rất nhiều nha các bạn nha, các bạn mua rất nhiều nha, một tháng mà bán được vài chục bộ nữa, không phải bán ít đâu. Cối thì có khi hàng trăm cái cối một tháng. Máy lén khí.
bình ga này. Các bạn mua cái bình ga cái này 70.000, cái bình ga 30.000 là 100.000, các bạn dùng bắn bao giờ hết thì lại mua. Đây, cái bề mặt đá thì các bạn phải làm thật sạch nhé. Đây, bề mặt đá này làm thật sạch để khi mình dán vào ấy, bắn là nó không có bị xước. Máy đang cắt thì sẽ hướng dẫn các bạn một chút cái cài đặt nhé. Thứ nhất là cài Korean. Cài Korean thì các bạn thường là mình hay cài Korean 12 này. Cái Korean 12 này là thợ hay làm, mà làm là nó thứ nhất là làm cái Korean 12 là cái tính năng của nó tốt. Máy cắt thì các bạn cài Mimaki, ví dụ như của mình máy Mimaki chẳng hạn thì mình cài Mimaki CG60ST đây. Các bạn quan tâm đến thứ nhất là quan tâm đến cổng vào, nó nằm ở cổng nào. Ví dụ như cái hàng này nó nằm ở cổng COM, ST này nó là cổng COM, SL thì nó là cổng USB. Đấy. Thì đây cổng COM thì COM nào thì các bạn sẽ quan tâm đến, các bạn sẽ vào cái phần này, computer này. Đấy. Các bạn sẽ xem cái phần cổng này, cổng kết nối này. Đấy, đây ví dụ như đây, cổng này, đây nó là COM 3. Đấy, thì các bạn sẽ ấn vào đấy là cái kết nối của cổng. Đấy, còn nếu sai cổng thì nó sẽ không cắt được. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là kích thước của cái phần máy này. Đây thì đặt cài đặt cái này thì đây vì sao nó lại 550 là mình đặt cái đề can sẵn như thế rồi, thì các bạn vào đây các bạn đặt đây. Đây ví dụ như là dài là 2000 mm thì là nó là 2 m, 550 nữa là 55 cm. Đây là mình đặt như này để cho các bạn nó non một chút, nó 5 cm. Đấy. Thì mỗi bên bánh tì nó tì 2,5 cm thì là vừa. Đấy. Sau đó enter là xong. Đấy là cái cài đặt thứ hai, cài đặt về kích thước của khổ đề can. Cài đặt thứ ba là cài đặt trong Korean này. Đây ví dụ như là mở ra này, phần mở ra thì phần mới này, cái khung của nó như này thì các bạn nháy đúp vào cái khung này, đấy nó sẽ ra. Thì các bạn chọn cái phần milimét này, đây milimét này, đấy các bạn cài đây, đánh dấu ví dụ như khổ, đúng khổ của máy cắt. Mình vừa cài máy cắt xong thì cái này mình cũng cài như thế. Ví dụ như là cái chiều ngang của nó là 550. Đấy, chiều sâu của nó là 2000 chẳng hạn, 2 m. Đấy, lưu tên của mình vào. Đấy, ví dụ lưu tên gì thì các bạn lưu tên đấy vào, lưu tên đấy vào, và sau đó ấn OK đấy là xong, thì nó sẽ ra cái khung như này. Đấy, thì khi ta cắt bất cứ một cái gì thì nó sẽ ra đúng cái khung cắt này, có khung đề can này. Đoạn khung đề can cái này ấn trước khi soi, trước khi cắt này. Đấy, thì nó ra đúng cái khung cái trước như thế. Đấy, đấy là cái cài đặt của máy một chút để cho các bạn hiểu. Đấy, đây bây giờ máy cắt, nó cắt xong rồi. Đấy, nó cắt nhanh không nữa mà. Cắt xong các bạn ấn này, ấn để cho cái máy ra là nó đúng cái điểm tì này. Các bạn cắt chữ, cắt cái miếng đề can này ra. Một tay cầm quay này nó hơi ấy. Tắt sau khi xong các bạn tắt nguồn đi này. Tắt nguồn đi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách dán vào đây nhé. Cách dán như nào? Đây dán cái khung cái vừa mới cắt xong nhé. Cắt một, lấy con dao cắt một chút xíu này đi này, để xem bạn cho tay vào, các bạn xé này cái là nó ra hết đúng khung đấy luôn, không cần phải cắt chỉnh một tí một gì, cứ thế này là ra.
nếu mà dán quen rồi thì cứ thế này bóc ra dán, còn nếu không quen thì các bạn dán một miếng đề can lên trên. Sạch cái bề mặt này nhé. Đặt vào này, đặt gấm thử này, trên dưới này, hít này, hít nhau như này này. Thì đặt xuống và dán vào xong là xong thôi. Dán lốt cái phần này vào. Cắt sâu như này thì dán thế, nhưng mà bóc ra thì chứ mình dán này nó cũng hơi khó hơn. Như này lon lon như này thì bóc nó rất là dễ, dán hơi hơi như này thì bóc cũng rất dễ, nhưng cái phần dán như này khó hơn. Đấy. Các bạn mới thì các bạn chắc dán kiểu này hơi khó, các bạn sẽ dán một miếng đề can lên đỉnh. Đây mình làm quen rồi, mình làm như này, đây là cho cắt hơi sâu là thì bóc nó sẽ nhanh nhưng mà dán nó sẽ khó. Cắt nó hơi sâu, cắt sâu như này thì bóc về can nhanh lắm, bóc về can nhẹ đó là đi ngay. Dán vào như này thì hơi khó. Khi nào các bạn được dán được như thế này, cắt lon hơn tay một chút nữa thì giờ làm nó thành thạo rồi. Như này thì bóc nó là rất là nhanh, dán khó thì bóc nhanh, dán dễ thì mình bóc khó. Đang làm đường nên máy nó kêu rất là to. Cái phần này các bạn cứ tập dần nhé, sau khi nào các bạn dán được như thế này thì mới được. Như này này dán nó hơi loạn một chút, cắt hơi này nhưng mà bóc thì nó rất dễ này. Nếu như thế này thì bóc nó cực kỳ nhanh này. Bóc này chỉ một mình làm chỉ một xíu là xong rồi. Bóc rất là nhanh, rất dễ làm rồi.
cái clip này rất bổ ích với những bạn mới hoặc là những bạn đang xem và tham khảo. Những bạn mua máy rồi thì mà gặp cái clip này thì các bạn rất là thích, biết cách làm. Thậm chí là các bạn mua máy ở nơi khác, các bạn nhìn thấy các bạn cũng thấy biết cách để làm từ đầu như thế nào. Nhiều bạn làm lâu năm rồi nhưng mà cái dán này là cũng không dán được theo cái kiểu như này đâu, bởi vì nó dính, dính vào tay nó dán, nó khó dán. Phần lớn là mình hướng dẫn các bạn cứ dán miếng đề can lên trên đỉnh, tốn một tí nhưng mà nó chắc chắn, ai cũng làm được. Còn dán kiểu này các bạn phải làm dần dần, nó có kỹ năng thì mới làm được. Này, bóc nó nhanh không, nhiều bạn nó bóc nó lâu nhưng mà mình bóc cái này nó rất là nhanh. Đây là bia 30-40, vừa làm vừa hướng dẫn vừa nói chuyện với các bạn thì chỉ đến mấy phút mà xong một cái bia, bóc xong cái bia. Đây là gọi là việc nhẹ lương cao. Một cái đá này thì mình nhận là 400.000, 400.000 cắt được 7 cái, mất cứ gọi cho 100.000 tiền đá, 5.000 tiền đề cao, thế còn lại là công của mình 300. 300 thì các bạn cũng vừa ngồi chơi xinh nước vừa làm nhẹ nhàng này, cho toàn bộ 30 phút xong cái bia đi, rồi cắt rồi cắt và bắt thì có thể nhà nạ chủ động được. Cái cơ bản là các bạn chủ động được công việc, những bạn ở xưởng đá thì các bạn chủ động được công việc, không phải đi đặt cái khác. Các bạn quảng cáo thì các bạn có máy sẵn rồi, các bạn chỉ thêm cái máy cắt đề can này, à, thêm cái máy bắn bia này, đó là các bạn bắn được không? Đề can này các bạn phải dùng đề can con hao nhé. Sinh linh đấy thì của đó là 15.000 một mét thì cũng được, nhưng mà nó không bằng cái loại này. Cái này của đó là 20.000, hơn 20.000 một mét, tùy thời điểm. Trực tiếp luôn và không có cắt ghép cái gì, như thế là nó thể hiện cái thật. Đây là nhiều cắt chữ, nhiều chữ, nhiều họa tiết. Khách bây giờ toàn chuyển khoản, xong cứ thế là đặt qua Zalo cái gửi cái này đến lấy.
xong cái video đấy. Bóc xong giờ thì bắn thêm 5 phút nữa là xong. Nó đang làm đường nên là cái tủ phun này mình cho dưới này nên là chưa bắn được. Nó chưa có cái chỗ để bắn. Chưa đưa tủ xuống. Đấy, ví dụ như thế này chẳng hạn. Mình dán là nó có lỗi chút rồi mình chỉnh sửa. Nó dùng tay. Sau khi xong như này rồi thì các bạn lấy cái này các bạn phò qua một lượt xuống. Nó sẽ dính chặt cái đề cam không đá và nó mất cái oxy ở đây. Những cái bạn mà có cái lỗ này đó là tại sao bắn nó có lám nhám ấy, là nó có cái lỗ oxy ở đây. Các bạn xì này nó sẽ hết. Không còn cái chấm li ti ở đây mặt đá nữa. Các bạn đừng có mua cái xì tóc nhé, cái xì tóc hay là cái xì lóng đấy, nó không có không bằng cái này. Đây cái này các bạn cứ mua này là xịt vào này vừa đừng nó dễ mà nó bị nhiễm, làm nó thuận tiện rửa nó vào như này nó nóng nhìn thấy ngay đấy. Như thế này các bạn bắn thì vô tư không có bị nhãn lấm chấm ở mặt đá hay lo nó không dính, nhất là những chữ A như thế này, số 8 này. Đây là coi như xử lý xong cái bề mặt này. Đó, xong tắt đi nữa là xong. Các bạn dùng xong bạn tháo rồi ra an toàn đấy. Những các bạn thấy bóc nó nhanh, bóc rất nhanh đấy. Bây giờ thì tiếc cái là nó đang làm đường đây thì cái tủ phun cát của mình này, cho vào trong đấy, hôm khác mình sẽ quay để cho các bạn bắn cho các bạn xem. Đây là một kiểu làm ảnh này, quét ra này, đây là chữ lỗi này, làm cái kiểu này thì cực kỳ bền luôn, chữ không bao giờ mờ đấy. Nên các bạn cho cái chữ phông chữ to ra, xong rồi bắn, xong rồi sơn vào cái bóc ra đấy nha. Mình clip của mình đến đây là kết thúc rồi nhé. Hôm nay mình làm thế là cũng hơi nhiều, 42 phút. Bạn nào thì mua máy phun cát thì alo nhé, máy phun cát Duy Tùng Bắc Giang. Kết bạn Zalo số điện thoại là 0915 101 180, mình sẽ tư vấn và báo giá cho các bạn. Bạn nào mua mình sẽ hướng dẫn các bạn làm từ A đến Z thành thạo thì thôi, các bạn không biết gì mình hướng dẫn là làm được ngay thôi. Xin chào và tạm biệt các bạn.